Giá cà phê hôm nay mùng 1 tháng 7, xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm tăng mạnh, giá cà phê hôm nay mùng 1 tháng 7 trong khoảng 42.500 đến 43.000 đồng mỗi kg. Nửa đầu năm 2022, sàn London mất 253 USD, tương đương 11%, trong khi đó sàn New York tăng 2,49%, tồn kho giảm, thời tiết không thuận lợi tại Brazil và Colombia tiếp tục là động lực để Arabica có đạt tăng trong thời gian tới. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 42.500 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 43.000 đồng mỗi kg. Tại huyện Ea Hát Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 42.900 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đán Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 42.900 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 42.800 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 42.900 đồng mỗi kg, trừ Prong, ở Pleiku và La Grai cùng giá 42.800 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 42.900 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê trong nước hôm nay có xu hướng giảm nhẹ với cùng thời điểm sáng qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2022 giảm 16 USD/tấn ở mức 2018 USD mỗi tấn, giao tháng 9 năm 2022 giảm 16 USD/tấn ở mức 2033 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2022 tăng 0,95 cent/ba ở mức 233,6 cent tổ 3, giao tháng 9 năm 2022 tăng 1,85 cent tổ 3, ở mức 230,1 cent tổ 3. Giá cà phê Arabica tiếp tục tăng sau thông tin tồn kho mặt hàng cà phê do ICE quản lý đã giảm xuống mức thấp 22 năm, ngay sau sự điều chuyển một số lượng cà phê rất đáng kể từ các kho ở châu Âu về Mỹ để giao cho nhà công nghiệp khi nguồn cung từ các nhà sản xuất chính ở Trung, Nam Mỹ có dấu. Hiệu cạn kiệt, bên cạnh đó, Thu hoạch vụ mùa mới ở Brazil chậm lại vì thời tiết không thuận lợi cũng thúc đẩy giá Arabica những ngày qua. Tuy vậy đạt tăng nhẹ trên sàn New York đã không kéo được sàn London, giá Robusta quay đầu giảm chỉ sau một phiên tăng. Như vậy trong nửa đầu năm 2022, sàn London mất 253 USD, tương đương 11%, trong khi đó sàn New York tăng 2,49%. Tồn kho giảm và thời tiết không thuận lợi tại Brazil Colombia tiếp tục là động lực để giá cà phê Arabica có đà tăng trong thời gian tới. Tổng cục thống kê Việt Nam ước tính xuất khẩu cà phê trong tháng 6 năm 2022 đạt 2,41 triệu bao, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Sau đó, lũy kế xuất khẩu cà phê trong 9 tháng đầu tiên của niên vụ cà phê hiện tại 2021-2022 đạt tổng cộng 19,87 triệu bao, tăng 7,35% so với cùng kỳ niên vụ trước giá tiêu hôm nay mùng 1 tháng 7, xuất khẩu tươi sáng, vượt nửa tỷ USD trong 6 tháng. Giá tiêu hôm nay mùng 1 tháng 7 trong khoảng 69.000 đến 72.000 đồng mỗi kg, xuất khẩu hồ tiêu tháng 6 năm 2022 tiếp tục có sự tăng trưởng cao nhất trong các tháng đầu năm. Đưa giá trị kim ngạch vượt mốc nửa tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2022. Tại tỉnh Đắk Lắk, đá nông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 70.500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 69.000 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 69.000 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 72.000 đồng mỗi kg, còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 71.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay đi ngang so với cùng thời điểm sáng hôm qua, thị trường trong nước đang giữ ổn định với lực mua yếu từ các đơn vị xuất khẩu. Theo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2022 đạt 27,88 tỷ USD tăng 13,9%. Trong đó nhóm nông sản chính 11,37 tỷ USD tăng 8,8%, lâm sản chính 9,1 tỷ USD tăng 3%, thủy sản 5,8 tỷ USD tăng 40,8%, chăn nuôi 176 triệu USD giảm 15,9% đầu vào sản xuất 1,42 tỷ USD tăng 64,8%. Trong đó, mặt hàng hồ tiêu dù khối lượng xuất khẩu giảm, đạt 125.000 tấn, giảm 19,1%, nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng 40,9% nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng, đạt 566 triệu USD tăng 14%. Trong khi đó, thống kê năm tháng đầu năm 2022 của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 99,54 nghìn tấn, trị giá 460,50 tức rượu USD giảm 17,8% về lượng, nhưng tăng 21,6 phần. Trăm về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, trong đó xuất khẩu tháng 5 năm 2022 đạt 21,84 nghìn tấn. Tổng hợp hai số liệu trên có thể thấy xuất khẩu hồ tiêu tháng 6 năm 2022 tiếp tục có sự tăng trưởng cao nhất trong các tháng đầu năm đưa giá trị kim ngạch vượt mốc nửa tỷ USD, giúp cho mục tiêu xuất khẩu tỷ đô trong năm 2022 sớm thành hiện thực. Theo đánh giá, lực mua tăng từ thị trường Trung Quốc tiếp tục là động lực giúp xuất khẩu hồ tiêu phát triển trong tháng 6 năm 2022, bức tranh xuất khẩu tươi sáng là vậy, nhưng giá tiêu trong nước lại không tăng tương ứng. So với thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2022, giá tiêu nội địa đang giảm 10.000 đồng mỗi kg tại các địa phương, tương đương gần 13%.